Clip của ngày hôm nay thì em quay trở lại có một số bác lại đang hỏi một số dòng loa kéo, cái loa kéo mà các bác bảo ô tại sao những mặt hàng khác giảm giá mà loa kéo lại không thấy giảm giá, thì các bác là loa kéo thì cũng hết rồi. Em nhập có mấy chục con về thì cũng hết rồi, còn có mấy con thì đây, và các bác nào đã mua rồi thì cũng không cả. Em cũng còn có chắc hơn chục con loa kéo thôi. Hết rồi thì đây sẽ giảm giá cho các bác, bởi vì là thật ra là loa kéo lấy nó không có lãi nhiều. Nó không có lãi nhiều đâu, nên là em bán nhanh chóng đó. Bây giờ hiện tại còn có chừng đôi 4 6 8 chắc cả hơn chục con nữa là hết. Thì bà có cái lô loa kéo này thì cũng như các bác đã nói rồi đấy. Và các bác nếu mà cái con mà nhỏ gọn nhất này, cái con mà 2.950.000 này mà em cũng bớt như những con kia 500 thì em còn lỗ. Báo cáo quý vị, con này em đã giới thiệu rồi, tay mic cực kỳ chất, đẹp. Nó ngoài ra sang trọng, và tất cả những con này đã có bản test hết rồi. Những đôi loa này, những loa kéo, những con loa kéo này đều có bản test trực tiếp trên đó rồi. Bác nào cần kỳ clip chi tiết thì em sẽ gửi clip chi tiết hướng dẫn sử dụng cũng như là bản test hát karaoke của từng mã loa kéo này. Thì báo cáo các bác là đối với lại con model loa kéo con nào P21 này, cái con loa kéo này bác nào cần chi tiết nhé, em gửi cho. Em sẽ giảm những con này đang có mức giá là 2.950.000, gồm có hai tay mic màu vàng rất là đẹp, chất, hát rất nhẹ bay. Ngoài ra thì còn có khiển điều khiển này, chạy thẻ nhớ này, chạy USB này, phát nhạc Bluetooth không dây. Tất cả những model em lấy loa kéo về đây cho quý vị, đó là những model loa hát rất là hay, nhẹ, mic hay. Quý vị chú ý nhé, trên thị trường bán rất nhiều, nhưng có nhiều con cái tiếng nó bay quá, nó không bay ấy. Quý vị khi phát biểu thì rất là hay, nhưng khi hát vào nó mệt, cái vang vọng, cái xử lý giúp âm thanh cho cái lời mình nó hay nó không có. Thế cho quý vị chú ý, nhiều quý vị điện hỏi và tham khảo thì các bác đến đây, các bác biết, có những bác đến đây rồi các bác biết, có nghĩa là nó rẻ. Cái gì thế thôi, cái gì nó có một cái mức giá của nó, không bao giờ có ngon bổ rẻ hết. Và hôm nay em sẽ báo cũng có giảm giá cho các bác, nhưng mà nó không được nhiều lắm đâu. Với những con loa kéo tay này đang là 2.950.000, có bản test riêng cho các bác rồi, trên kênh rồi. Giảm cho các bác bây giờ còn 2.600.000, có nghĩa là giảm cho các bác 350.000. Đấy là mức giá dưới 3 triệu, được chưa? Đấy là những con dưới 3 triệu, đây là 2.950.000 mà. Giảm cho các bác còn 2.600.000, 2.600.000 một chiếc thì cũng không còn nhiều đâu, nói chung cũng hết. Bác làm nhanh thì lấy thôi. Còn các bác nào cần chi tiết cái clip thì em đã có clip test hát trên đấy cho quý vị rồi. Còn sang đến cái con model 2.25 này, đây, công suất 1.200W này, con này hát thì mượt. Nói tóm lại ba con này, model này con nào hát cũng hay, mượt. Đều có hai mic chạy thẻ nhớ, đây này, gồm có hai tay mic này, điều khiển này, chạy nhạc MP3 thẻ nhớ USB này, thẻ nhớ này, có thể thu lời hát karaoke, có nghĩa là các bác có chế độ ghi âm nhé. Ghi âm là gì? Các bác hát, các bác thu luôn được vào, nó ghi vào trên thẻ nhớ này, nó lại rất hay, đặc biệt là những con này thế. Ngoài ra còn FM, AM nữa, FM, radio. Thì với con này là mức giá 3.600.000, 3.600.000 thì bớt cho các bác 500, còn 3.100.000. Bởi vì có nhiều bác bảo tại sao lại những mặt hàng khác bớt mà lại không thấy loa kéo bớt nhỉ? Bởi vì là thật ra báo các bác là loa kéo thì em nhập về có hơn 40 con thôi, hết rồi, không còn đâu. Nói chung còn mấy con đây thì đã vậy thì nói luôn để giảm cho các bác. Với con bát 25 này, 2.25, 3.600.000, giảm cho bác 500. 500. Đấy. Còn sang tiếp đây. Đây nữa, đây là con một bát 30. Hết rồi, không còn nhiều. Với model này là con này là công suất 1.000W, một bát 30, hai tép kèn. Đấy, cũng tất cả các chức năng đều có hai tay mic, một điều khiển, thẻ nhớ USB, nhạc MP3, bắt Bluetooth từ điện thoại vào để hát karaoke. Hát karaoke có thể có cả mic ghi âm thoải mái. Rồi là radio FM. Tất cả ba model này đều có một chức năng như nhau nhé. Ba model này đều có những chức năng như nhau, quên, những chức năng như nhau, có nghĩa là nó gồm có chức năng là hát karaoke Bluetooth từ điện thoại
điện thoại không dây vào. Từ từ, điện thoại không dây vào. Thì em gạt cái rèm cho nó sáng chút. Đấy, được chưa? Điện thoại không dây vào. Đấy, ngoài ra thì các chức năng khác như là Bluetooth này, phát không dây, rồi ghi từ karaoke ghi vào thẻ nhớ này, rồi là radio FM, AM, xem nào, rồi quý vị có thể cắm từ TV, máy tính, điện thoại, laptop xuống. Cái thứ tiếp tục nữa là có thể cắm ba tai mic. Cái đấy thì quý vị nào cần chi tiết thì em sẽ gửi cái clip test và hát chi tiết những chiếc loa tai kéo này cho các bác, bởi vì em đã test rồi, test giới thiệu cho các bác rồi. Đấy. Có hai model nhé, một model là bát 25, hai bát 25 là 3,6 triệu cũng giảm cho bác 500, và một con model này là một bát 30 hai tép kèn cũng mức giá 3,6 triệu cũng giảm cho bác 500. Còn là con bát 25 này 2,950 triệu thì giảm cho các bác 3,5 triệu còn 2,6 triệu. Con này còn nói tóm lại con nào hát cũng mượt, chả trên là bởi vì là em xác định em lấy hàng nó cao cao, giá chất chất một chút chứ không bao giờ lấy hàng nó rẻ quá. Lấy hàng nó rẻ quá thì mệt lắm. Đấy nhá. Đấy các bác báo giảm thì em giảm, em xả nốt cho nó gọn nhà cho các bác nhá. Hết, khỏi phải lãi lờ cho hết, cho nhanh, sạch nhà. Nốt chỗ này hết, không còn nữa. Không còn nữa đâu các bạn. Mà có muốn lấy anh lấy. Còn là tùy các bác cứ tham khảo đi. Bác nào cần thiết hơn nữa đến tận nhà em cho test thoải mái mà thử. Với những con này, các bác không mê mới là lạ. Chứ còn dòng loa kéo thì nó quá nhiều, bây giờ loa kéo 7,000. Nhưng mà loa kéo kiểu nhái có nhiều, em thấy có nhiều bác kêu loa kéo về, ôi phát biểu thì tốt lắm nhưng mà hát thì như đấm vào tai. Thì đúng thật, các bác ham rẻ mà. Các bác ham rẻ thì chắc chắn là hát sẽ như đấm vào tai. Nói thế luôn cho các bác thật ấy. Bởi vì là các bác ham rẻ thì sẽ hát không khác gì đấm vào tai luôn. Những dòng loa kéo này. Và vừa rồi thì em giới thiệu đến quý vị giới thiệu cũng như là báo hạ giá, bởi vì có nhiều bác ý kiến, bác bảo là sao anh hạ giá một số món mặt hàng khác để chào đón xuân mới mà mấy cái dòng loa kéo này có nhiều người lấy cho anh rồi mà đến giờ này anh vẫn không thấy hạ giá. Bảo các bác là loa kéo này em không phải chuyên môn, không phải chuyên bán loa kéo, mà thấy nhiều nhu cầu các bác hỏi nhiều quá thì em nhập một số lượng cũng vừa phải thôi, hơn 40 gần 50 chiếc về thôi nhé, để em bán để phục vụ các bác vào Tết thôi. Chứ còn em không chuyên hàng này. Tại sao không chuyên? Em chuyên hàng bãi cơ. Chứ hàng này là hàng karaoke, nhưng mà nếu mà chơi hàng bãi suốt thì tất cả những gia đình điều kiện cái thông có đấy. Bây giờ bác bảo là bây giờ bỏ ra mua một bộ karaoke đều đều hàng bãi, nói chung là đều đều đấy, không phải là đều mà gọi là tầm vừa vừa tiền ấy, thì nó phải tiền chục trở lên rồi. Để mà còn hát, bởi vì hát lúc đấy nó không được hát thoải mái. Thế bây giờ những cái này nó chỉ 3 triệu, hơn 3 triệu. Các bác hát thoải mái luôn. Hát tầm cỡ thì thôi cũng đón các em nó về để cho các bác điều kiện kinh tế còn khó khăn để rước em nó về chơi giải trí Tết. Ngoài chơi ra thì còn mua tặng cho các cháu hoặc là các ông bà ở quê. Những cái này rất là hữu ích, rẻ tiền nhưng mà nó sẽ mang lại cái niềm vui cho các ông các bà cụ. Vì dùng cái này rất dễ, nó quá dễ, lại điện 220 nữa. Còn hàng bãi toàn điện 100, 115, 120. Đấy, nên là em giới thiệu ở qua như vậy. Có nhá, còn mấy con này giảm cho các bác đấy, đã mức giá rồi. Còn bác nào cần chi tiết, nhá. Cần chi tiết thì liên hệ, em sẽ gửi clip khui hàng chi tiết cho các bác và clip test âm thanh cho các bác. Đấy, em xin phép đóng cửa nó lại thôi. Đấy, còn về dưới này, mặt hàng nó cũng hết hòm hòm rồi. Có bác nào có nhu cầu nào mua sắm nốt thì sắm nốt thì Tết cho em đi. Còn đây, hàng vẫn đang về, về rất nhiều, chưa bóc được các bác. Đấy. Ngoài ra dây và phụ kiện thì hôm qua em giới thiệu rất là nhiều. Dây phụ kiện về tiếp để phục vụ Tết cho các bác đây. Thoải mái. Loa âm trần, loa toàn giải, loa âm trần JBL, loa âm trần EV, loa toàn giải Nga, loa toàn giải Mỹ đều có hết. Các bác nào thích loại nào cũng có.
Hẹn gặp lại các bác vào clip sau. Oh,